Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 2 tháng 2. Trong khi thời tiết các tỉnh phía Bắc có mưa và rét thì ở phía Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, lại nắng nhiều. Trạng thái thời tiết này lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời và hoạt động du xuân. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 32 độ, có nơi có khả năng thấp hơn 1 đến 2 độ. Đêm và sáng sớm mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 2 cao nhất 420 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 15 phút, thấp nhất 25 cm, xuất hiện lúc 9 giờ.